xin thông báo với mọi người luôn nha, mình đang cất nhà mới. Đợt này mình sẽ dẫn mấy anh lính ra giữa sông ở luôn. Cái con xám này nó giống giám sát ghê á, đi tới đi luôn, nhìn hửi hửi đồ dữ lắm. Mình chửi nó rồi nó vô nó nằm nó ngủ nè, coi có ai ngủ như nó không. Ngủ vậy mà có con chó đực nào đi ngang là ăn mau có em chắc luôn. Nhắc tới ăn mau thì mẹ nó cũng ngủ luôn. Con xám này nó ngủ nó nằm mơ hay gì nó búng nữa kìa. Trời ơi, ngủ ngon lành luôn chứ, ngủ mà còn nhe cái răng nanh lên nữa kìa. Giờ làm sao mọi người, có nên kêu nó dậy không? Xám. Biết vậy tụi đây nó ngủ rồi, kêu nó dậy làm chi, nó cắn nó phá nữa rồi. Bữa nay không cắn dép nữa mà cắn dừa khô, chắc nó thèm dừa khô rồi. Đang cắn mà thấy tôi lại là sợ dữ lắm. Một ngày tôi chửi nó còn 100 dép, giờ thấy nó nằm quắt cái đuôi tôi cũng muốn chửi nó nữa thiệt luôn á. Làm mệt để tao nghĩ mệt nghe, hửi hửi tao quýnh mày bây giờ đó. Một mình nó phá chưa đủ, nó kêu thiêu cũng mau lại, hai mẹ con nó cắn dừa khô kìa. Trời ơi, dành cái miếng dừa khô mà cắn con. Đồ ăn cũng nhường, chỗ ngủ cũng nhường, mà bây giờ dành cái miếng dừa khô đi cắn nó. Bữa nay mày no xương mày rồi. Thì đây là máy massage cầm tay Rinot nha mọi người. Mình sắm nó cho cha mình. Một bộ như vậy là có tặng 6 cái đầu massage, có thể thay đổi để phù hợp tới từng nhóm cơ và bộ phận trên cơ thể mình luôn. Nè, cái đầu này vừa với con mâu nè, để mình thử con mâu nha. Mở máy lên làm như chưa mở, giờ nó im ru à. Trời ơi, cứu tôi. Con mâu nó sợ nó bỏ chạy rồi nha mọi người. Trong cái hộp có cái bọc hơi nữa nè. Rồi giờ tới phần áo phao cho con mâu nè. Mình thấy cũng xinh mà đúng không mọi người? Ghê, vô áo phao mới rồi ngồi nhăn nhó đầu dữ ha. Rồi, con xám nó ngáo ngáo rồi, nó thấy con nhỏ bằng áo phao nó khều nó giỡn rồi đó. Phải chi tấm hơi này bởi bự, tôi làm thêm một cái cho con xám được rồi. Rồi giờ là test áo phao nha. Rồi. Giữ thôi, 8 miếng thôi. Bây giờ là mình.